Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì đồ gỗ Phạm Kính xin mang đến cho tất cả các anh chị em nhà mình cùng thưởng lãm hai tác phẩm đại bàng được chế tác với các hình dáng khác nhau. Và hai tác phẩm đại bàng này thì được thợ bên em là chế tác trên nền chất liệu gỗ hương ta. Và như các anh chị em nhà mình cũng đã biết thì dòng gỗ hương ta là một dòng gỗ có màu gỗ rất là sáng và với những đường vân thì vô cùng độc đáo. Và để các anh chị em nhà mình cùng thưởng lãm rõ nét hơn thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng tác phẩm để các bác nhà mình có thể là tham khảo rõ nét cũng như là để xem là bố trí hài hòa với không gian nhà mình. Và như tác phẩm mã số 1 đây thì đó là một tác phẩm đại bàng khắp cá, có chiều cao là 72, chiều ngang là 79 và chiều sâu của tác phẩm là 24. Với cái tác phẩm này thì các chị em nhà mình thấy là một chú đại bàng đang cắp ở dưới chân thì đó là một chú cá chép. Và những cái đường nét đục tỉa thì các bác nhà mình cũng nhìn rõ nét rồi đúng không ạ? Từ diện mặt hay là đến những cái phần móng vuốt thì được thợ bên em làm rất là trau chuốt tỉ mỉ các chị em nhà mình nhá. Và đặc biệt là cái bộ cánh của đôi cánh của chú đại bàng đấy ạ, thì được thợ bên em tỉa rất là chi tiết từng chiếc cánh lớn này, và đến cái phần bộ cánh ở gần cổ thì được thợ làm rất là dày, tạo ra một cái cảm giác như một chú đại bàng với bộ lông rất là rậm các chị em như mình nhá. Và ở dưới đây thì các chị em như mình thấy là được thợ bài trí ở chú cá chép thì còn thợ đục đan xen, đó là những cái gợn sóng nước thì nhìn cho cái tác phẩm nó thêm hài hòa. Và với cái mẫu này thì anh chị em ở nhà mình mà thấy yêu thích, các bác nhà mình có thể là nhanh tay chụp ảnh màn hình và liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910, thì em sẽ gửi hình ảnh để các anh chị em nhà mình là có thể là tham khảo thêm. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang mã số 2. Vâng ạ, với mã số 2 này thì với hình dáng nó rộng hơn một chút. Và tác phẩm này thì đó là đại bàng cắp rắn đấy chị em mình nhá. Tác này thì có chiều cao là 80, chiều ngang là 73 và chiều dày của tác phẩm là 35 đấy chị em mình nhá. Cũng được thợ bên em là chế tác trên chất liệu của hương ta. Và hàng này là bên em đục trên những cái phôi gỗ gốc các bác nhà mình nhá. Làm trên những cái phôi gỗ gốc thì cái đường vân cũng như là cái màu sắc của gỗ nó sẽ đậm hơn và cái đường vân nó cũng sẽ độc đáo hơn. Và với cái mẫu dáng thế này thì các chị em nhà mình cũng biết rồi, được thợ đục cũng rất là tỉ mỉ, chi tiết từ những cái phần đầu cánh này hay là đến cái diện mặt của đại bàng hay là đến dáng thế của chú rắn thì cũng được thợ bên em làm trau chuốt rất là tỉ mỉ và kỹ càng nhá. Đây là những các chị em nhà mình thấy thì thực sự là tác phẩm đại bàng không chỉ là đẹp về đôi cánh mà các chị em nhìn thấy từ diện mặt thôi cũng được thợ bên em khắc họa rất là thần thái, từ cái mỏ này, lưỡi này hay là đặc biệt là ánh mắt nhá, tạo lên một cái tác phẩm nhìn rất là có hồn. Và bên cạnh đây thì các chị em nhìn thấy là những cái phần móng vuốt của đại bàng đấy ạ, thì cũng được thợ bên em làm rất là kỹ càng. Móng vuốt này thì thể hiện cho như là một cái vũ khí săn mồi của chú đại bàng đấy ạ. Và đây ạ, tay móng vuốt thì đang bóp vào một chú mãng xà đấy ạ. Và từ cái chú mãng xà này các chị em mình thấy không ạ, cũng được thợ bên em chặt tỉa vẩy đây, từ những cái phần da rắn nhìn rất là thần thái chị em mình nhá. Và đây là tác phẩm mã số 2. Và nếu anh chị em là nhà mình mà hữu duyên một trong hai tác phẩm thì các bác nhà mình có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh để các chị em nhà mình là có thể là tham khảo thêm. Và em cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các chị em nhà mình thấy tác phẩm đẹp, thấy video hay thì cũng đừng tiếc là hãy ủng hộ cho em một nút like này. Anh chị em là nhà mình mà chưa đăng ký thì cũng nhớ là hãy ấn đăng ký để có thể là theo dõi những cái video, những cái sản phẩm mới nhất của bên em nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em nhà mình ạ.